Xin chào tất cả các bác nha. Lời tiên thì chúc các bác sẽ có những phút được thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Và như tờ đề thì hôm nay em sẽ tiến hành là một chiếc video để chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái công việc chăm sóc những cây sầu riêng của chúng ta thì giai đoạn trước khi sổ nhụy các bác. Đây là những cây sầu riêng mà bông cũng đã khá là to các bác, khá là nở bông rồi. Đây là giai đoạn trước khi sổ nhụy các bác. Nói chung video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như là cách chăm sóc của nhà vườn nữa. Cứ chia sẻ đến thôi các bác, cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi các bác. Đây là những cây sầu riêng, những bông sầu riêng đã khá là nở rồi bác. Cái này cũng đã bắt đầu có dấu hiệu sổ nhụy các bác. Giai đoạn chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn trước sổ nhụy thì trước tiên là về công việc giữ ẩm các bác. Giữ ẩm thì chúng ta sẽ tiến hành mà tưới nước nó ít hơn các bác, nói chung là ít hơn những cái đợt tưới trước. Chúng ta sẽ tiến hành giữ ẩm thôi, tưới sương sương các bác, nói chung là cho cái lượng nước nó ít dần. Rồi cái giai đoạn đang sổ nhụy thì chúng ta sẽ tiến hành ngừng tưới các bác. Ngừng tưới tức là đến 3 đến thường thì đến 3 đến 5 ngày thì chúng ta mới bắt đầu tưới, tưới nhẹ, tưới sương một lần thôi bác. Nói chung là tưới sương sương thôi, chưa tránh trường hợp chúng ta tưới nhiều bác. Trong giai đoạn đang sổ nhụy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không tưới nhiều rồi. Nói chung là trước sổ nhụy thì chúng ta cũng sẽ tưới ít dần lại, nói chung 2 đến 4 ngày thì chúng ta sẽ tưới sương sương một lần. Đây là giai đoạn trước khi sổ nhụy nha bác. Chúng ta cứ kiểm tra bông đi, nói chung bông nó nở to bắt đầu có dấu hiệu sổ nhụy thì chúng ta sẽ tưới ít dần lại. Đó là cái công việc giữ ẩm, tưới nước giữ ẩm. Và để cho cái bông của chúng ta chắc chắn cũng như là để giúp cho cái cây của chúng ta nó đứng lại bác. Giai đoạn là trước khi sổ nhụy thì chúng ta sẽ tiến hành làm cho cái cây của chúng ta đứng lại thì chúng ta sẽ tiến hành bổ sung phân kali bác. Chúng ta sẽ tiến hành dàn phân kali ở dưới gốc. Thì chúng ta sẽ tiến hành bón phân kali trắng. Hoặc là bác nào có điều kiện thì sử dụng phân kali canxi bo để giúp cho cái cây nó đứng lại bác. Giai đoạn trước khi sổ nhụy cũng là cũng như là giai đoạn sổ nhụy thì chúng ta các bác cứ làm sao mà làm cho cái cây nó đứng lại, tránh hạn chế cây nó phát triển đi đọt nhé bác. Đây là cái công việc giữ ẩm cũng như là tiến hành bón phân ở dưới gốc, tiến hành bón phân kali, chỉ dòng kali với lại kali canxi bo thôi bác, chứ tránh trường hợp chúng ta bổ sung đạm. Giai đoạn này mà bổ sung đạm là cây sẽ đi đọt, cũng như là tưới nước nhiều thì cây cũng sẽ đọt nhé bác. Giai đoạn này thì chúng ta để khô quá thì sau này lỡ mà gặp mưa trái mùa thì cũng rất là dễ bị sốc nước mà. Đây là phần ở dưới gốc, còn ở phần trên ngọn thì như những cây này thì những cây chặn ngọn nhé bác. Những cây này thì không cho đi đọt, cho nên là giai đoạn này thì bác nào mà cho đi đọt ấy thì chúng ta tiến hành là dìu đọt, dìu làm sao cho cái đọt của nó già đi nhanh mắc. Còn đây là những cây nó chặn đọt, cây này thì không cho đi đọt mắc, bởi vì dàn lá nó cũng tương đối mạnh mắc, nói chung cũng tùy vào cây nữa. Cây dàn lá nó đang còn mạnh thì chúng ta mới tiến hành không cho đi đọt, còn cây nào dàn lá nó yếu ấy, thì cái lúc nhú mắt cua là chúng ta tiến hành cho đi đọt. Đây là đối với những cây nó không đi đọt mắc, chặn đọt thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục sử dụng các dòng MKB mắc, các dòng MKB cũng như là các dòng có kali cao ấy, phân bón lá có kali cao để giúp cho cái cây nó đứng lại mắc, tránh trường hợp cây đi đọt. Đây là đối với những cây nó không đi đọt, nhìn những cây này thì không cho đi đọt mắc, cho nên là sẽ làm cho cái dàn lá nó đứng lại. Tiếp tục sử dụng các dòng có kali cao, phân bón lá kali cao, MKB hoặc là MX3 gì đấy các bác, để cho cây nó đứng lại. Đây các bác, bông cũng nở khá là to rồi. Nở này thì cũng sắp sổ nhụy rồi các bác. Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng, quyết định các bác. Quyết định thành bại trong quá trình làm bông này. Chúng ta cứ làm sao mà cứ dằn làm cho cái cây của chúng ta nó đứng lại được. Đứng lại tức là không đi đọt, là không phát triển đấy các bác. Đây là giai đoạn trước khi sổ nhụy. Các bác cứ làm sao cho cái dàn lá của cây nó đứng lại như này là được nha bác. Đây là đối với những cái cây nó
không cho đi đọt nhé bác, không cho đi đọt. Còn đối với những cái cây mà chúng ta cho đi họt thì chúng ta sẽ tiến hành làm cho cái lá của chúng ta nó già nhanh đi các bác. Tức là chúng ta sẽ tiến hành sử dụng các dòng MKB cũng như là MX3 để giúp cho cái lá nó già nhanh cũng như là đứng cái lá lại các bác. Đấy là đối với những cây mà đang đi đọt. Còn đối với những cây đã không cho đi đọt thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái dàn lá này, giúp cho cái dàn lá này nó đứng lại các bác. Đây là đối với những cây không cho đi đọt. Còn ở trên này thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục sử dụng các dòng phân bón lá như là bo, canxi để giúp cho cái cuống bông chắc khỏe cũng như là hạn chế rụng bông, rụng trái sau khi sổ nhụy các bác. Chúng ta tiếp tục sử dụng các dòng phân bón lá chung vi lượng giúp cho cái bông của chúng ta sắc khỏe nha các bác. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái công việc chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn trước khi sổ nhụy của em chắc cũng sẽ kết thúc rồi thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.